đúng không? Nhưng mà đó là chuyện của năm rồi, chuyện của cái năm mà chưa có hợp đồng với Trung Quốc. Có bao giờ mà mấy bạn thấy mà giá sầu riêng mà nó lên tới 120.000 một ký, có khi 180.000 ký không? Không, chỉ có khi làm với Trung Quốc thì nó mới có chuyện đó thôi. Nhưng mà bây giờ năm nay người ta cứ nghĩ là vô mùa nó sẽ rớt. Tôi nghĩ vô mùa thì rớt giá đúng không? Coi hết chưa? Cái này dây đen không đó. Nhưng mà lỡ năm nay vô mùa nó không rớt giá rồi tính sao? Coi trên này Phú. Nhà vườn lỗ là chắc. Nhưng mà chỉ có nhà vườn mà họ không được chế độ này nè, họ nghĩ là sập á, họ nôn họ bán trước á. Cũng có thể họ đúng, cũng có thể họ sai. Làm sầu riêng này là có đúng có sai. Bây giờ ví dụ như Hương nói anh là qua lễ mà hàng nó hút trở lại đi, thì sầu riêng Thái Lan nó hết rồi, mỏng thon nó hết rồi, hết mùa rồi. Cái trái cây của Thái Lan nó ngược với trái cây Việt Nam mình là gì? Nó lệch nhau một tháng. Ông trước mình một tháng, măng cục ông cũng có trước mình, bồng bon ông cũng có trước mình đó. Nên khi mà Thái Lan mà hết mùa thì người ta phải ăn Việt Nam chứ ăn ai? Chúng để về nhịn. Mà cũng không biết chừng nữa, khi ông Trung Quốc ông ép mình đó, ép giá mình luôn rồi sao? Người ta cũng mua cho nó rẻ lại. Cái chuyên dựng này nó dở gì chứ? Nó nhỏ quá, nó không có... Không có thế. Được không Phúc? Thế mày gõ lia lịa chân vậy? Cái cây cho mày không được đâu. Thuốc có ngoài á. Thuốc có ngoài á. Sức khỏe được cắt kỹ nè. Được rồi, cắt đi. Cũng nhát quá ha. Chưa đổi thừa à? Vậy để nó rẻ quá đổi thừa mày chơi. Dạ.
Già hả? Em á thì bộp á, nhầm khi nó có cái gì anh biết không? Giường xịt Agiphos nó cũng bộp nữa. Coi nó giật học lại chứ. Đứa sinh tháng 2, đứa sinh tháng 3. Cũng có đứa sinh tháng 1, tháng 12. Có những đứa sinh tháng 12 nhưng mà nó lại không phải ngày 1, ngày 2 mà nó ngày 28, 29, 30 á. Nghĩa là trong một cái lớp đó thôi nó đã có những cái đứa lớn nhỏ khác nhau rồi. Đứa tháng này, đứa tháng kia. Rồi á là đứa ngày này ngày kia nữa. Thì làm sao mà có cái chuyện mà vô cô giáo dạy có một bài học mà có một bài hát à, hay có một phép toán không? Thì cái sức tiếp thu của mỗi đứa sẽ mỗi khác. Chính vì vậy trong lớp nó thường hay chia đứa hạng nhất, đứa hạng nhì, có đứa hạng bét. Hay là gia đình nó không có kèm kẹp, không được học thêm thì phải học phụ đạo. Thì cái cách nào phụ đạo mà phụ đạo cái gì cho nó? Đó là cái câu chuyện mà em sẽ giúp cho mấy bạn sĩ của em làm được. Phụ đạo là mọi thứ rồi phải có một cái chiêu riêng. Ví dụ như đứa này á, là nó yếu môn toán thì chỉ phụ đạo toán thôi. Đứa này yếu môn đánh vần thì phụ đạo nó môn đánh vần. Chứ phải đã nó phụ đạo cái này phụ đạo chung hết đâu được. Đứa yếu văn, đứa yếu toán thì yếu cái nào phụ đạo cái đó. Dạ đúng. Chứ đâu phải là hở ra cái phụ đạo cái đè ra học phụ đạo hết. Chứ nào đâu cầm lên đó. Mày đừng gõ gì trái dưới này, trái dưới này, còn trái này bao trùm ba trái này.